đây là Panasonic BM730. Dàn này lỗi đĩa CD và đĩa MD nên mình nghe nhạc qua chức năng ngõ out ít dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 48cm. Sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 30m². Bass của loa là 10cm. Chất lượng âm thanh bộ dàn này nghe hay xuất sắc, đáp ứng tiêu chí nghe nhạc hay trưng bày đẹp cho mình. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Kênh YouTube của em là Thi Nguyễn Audio Gia Băng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000 nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các bác một cái remote học, tức là cái điều khiển á. Mình có thể chỉnh được chế độ lọc âm equalizer, chỉnh được bass chép, chỉnh được super bass siêu trầm, chỉnh được full chức năng trên dàn. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn thêm Bluetooth phía trong amply thì liên hệ, em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Bluetooth gắn phía trong amply nó sẽ bắt sóng xa hơn, chống nhiễu tốt hơn và chất lượng âm thanh hay hơn rất là nhiều so với Bluetooth các bác gắn phía ngoài của amply. Bộ dàn đầy đủ, ê căng lưới lo và đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Góc cạnh của lo rất là đẹp nha. Công suất của lo là 80W trên một thùng. Công suất của amply là 62W, công suất tương đối khá cao trong phân khúc mini. Amply và lo đánh bi quan hai cầu 4 đường tiếng trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều cắt dãy. Đây là ngõ out dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Cắm anten vào đây để nghe radio AM hoặc là FM. FM tần số là 90. Chào em tình yêu, chào đi hết.